Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách làm cho quy đầu bớt nhạy cảm để các bạn kiểm soát được cái thời gian quan hệ của mình. Các bạn biết không, một trong những nguyên nhân khiến cho nam giới rơi vào cái tình trạng xuất sớm á, là do cái phần đầu quy đầu của các bạn quá nhạy cảm. Vậy thì phải làm thế nào để cho cái phần này nó bớt nhạy cảm để các bạn kiểm soát được cái thời gian? Thì hồi ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái bí quyết, cụ thể là 5 bí quyết để giúp cho cái phần quy đầu của này nó bớt nhạy cảm và giúp cho các bạn có thể cải thiện được cái chất lượng cuộc yêu của mình một cách nhanh chóng. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu cái video ngày hôm nay nha. Trước khi mà các bạn tham khảo 5 cái cách này thì mình sẽ giải thích cho các bạn quy đầu đó là gì. Thì quy đầu thì là một cái phần ở phía đầu của cậu nhỏ. Đỉnh của quy đầu là một cái lỗ rãnh dài được gọi là lỗ niệu đạo hay là lỗ tiểu đó, và tinh dịch được phóng ra từ cái lỗ này để đi ra ngoài. Ở phần đáy của quy đầu thì nó sẽ có một cái vòng ở bên ngoài và hay được gọi là vành của quy đầu. Và cái lớp vành này nó sẽ phủ lên một cái rãnh tròn gọi là rãnh quy đầu, và phía dưới vành quy đầu là cổ cậu nhỏ. Ngoài ra thì phía bên ngoài quy đầu có một cái lớp da gọi là da quy đầu. Nhiệm vụ của quy đầu là nhiệm vụ bảo vệ và duy trì cái độ ẩm tối ưu cho cái lớp niêm mạc trong cái bộ phận sinh dục của nam giới. Quy đầu đóng vai trò như là một cái lớp áo để bảo vệ cậu nhỏ, tạo cảm giác trơn mượt và tăng cảm giác trong cái quá trình quan hệ. Đây là cũng là cái vị trí nhạy cảm nhất trên cậu nhỏ. Chính vì cái sự nhạy cảm này mà đôi khi nó lại gây ra cái tình trạng xuất sớm. Và để tìm ra cái phương pháp giúp giảm cái sự nhạy cảm ở cái quy đầu này, chúng ta phải xác định được những cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng này. Nguyên nhân đầu tiên á, khiến cho cái quy đầu này nó bị nhạy cảm quá mức có thể là do các cái tần suất quan hệ của các bạn không đều. Những bạn mà lần đầu tiên quan hệ thì mọi cái cảm giác của mình nó còn khá là lạ lẫm, chưa quen với cái cảm xúc, nên là cái phần quy đầu này nó thường bị nhạy cảm quá mức. Và đây là điều hết sức bình thường thôi, nó không có cái gì là đáng nghiêm trọng cả. Còn đối với những bạn mà lâu lâu mình mới có dịp quan hệ một lần, có thể là do mình đi học, đi làm xa, thì các bạn rơi vào cái tình trạng xuất sớm cũng thường xuyên. Đó là các bạn chưa đạt được cái độ chai lì về mặt cảm xúc, cho nên nó bị chi phối bởi cái sự hưng phấn quá mạnh. Và cái điều này các bạn rất là khó kiểm soát. Nguyên nhân thứ hai là do bệnh lý về quy đầu. Thì trong quá trình tư vấn có rất nhiều bạn đã hỏi mình là có phải do em bị dài hay là bị hẹp quy đầu nên nó dẫn đến tình trạng xuất sớm hay không. Thì một số trường hợp chính xác nó là như vậy đó các bạn. Thông thường thì từ 13 đến 16 tuổi thì đáng lẽ cái phần quy đầu này nó đã tự lột xuống rồi. Nhưng nhiều bạn ở trên 20 tuổi, thậm chí là trên 35 tuổi rồi vẫn để cái tình trạng quy đầu của mình bị dài, bị hẹp. Cho nên là cái phần quy đầu này nó luôn bị ẩn ở bên trong và nó cũng ít có điều kiện tiếp xúc với cái yếu tố bên ngoài. Cho nên khi mà gặp cái yếu tố kích thích nào đó thì nó sẽ dễ bị nhạy cảm hơn. Khi mà các bạn bị dài, bị hẹp cái phần quy đầu này thì cái phần da của quy đầu làm cái phần luôn bó như thế này, và các bạn khi mà các bạn xâm nhập và cậu nhỏ vào bên trong cô bé thì cái phần da quy đầu này nó sẽ bị trơn trượt và nó sẽ làm tăng thêm cái sự ma sát, khiến cho các bạn dễ rơi vào cái tình trạng là xuất sớm. Nguyên nhân thứ ba là do các bạn lạm dụng cái việc tự sửng nó quá nhiều và cái tần suất nó quá dày đặc, thì nó sẽ tác động tiêu cực đến khả năng điều tiết hưng phấn của hệ thần kinh. Và khi mà các bạn quan hệ thật sự thì nó sẽ dễ khiến cho cậu nhỏ nhạy cảm và dẫn đến cái tình trạng là xuất sớm. Nguyên nhân thứ tư là do các bạn không có một cái sự rèn luyện chủ động nào cả. Khả năng kiểm soát hưng phấn khi quan hệ lần đầu tiên là do bản thân của các bạn. Tôi đã từng chia sẻ với các bạn rất là nhiều lần rồi, ngay cả một cái người đàn ông khỏe mạnh, sinh lý bình thường thì họ vẫn phải kiểm soát được cái sự hưng phấn của mình. Chẳng qua là nếu như cậu nhỏ của bạn quá nhạy cảm thì cái thời gian các bạn chú ý, các bạn đạt đến sự hưng phấn nó sẽ nhanh hơn. Các bạn phải rất là để ý cái điều này. Và khi các bạn kiểm soát được cái sự hưng phấn đó thì chắc chắn rằng các bạn sẽ kiểm soát được cái sự nhạy cảm của cậu nhỏ. Và khi mà các bạn làm được như vậy thì cái thời gian quan hệ của các bạn nó sẽ cải thiện dần dần.
chúng ta vừa tìm hiểu bốn nguyên nhân khiến cho cái phần quy đầu này nó nhạy cảm. Vậy thì mình phải có những cái cách nào để xử lý tình trạng này đúng không ạ? Thì bây giờ không đợi các bạn để lâu nữa, chúng ta sẽ đi vào ngay một số cái cách làm cho quy đầu bớt nhạy cảm. Cách đầu tiên, các bạn hãy thử ngâm cọng nhỏ trong nước ấm. Với cái cách này thì giúp cho cậu nhỏ có thể quen với môi trường nước ấm và không bị kích thích khi mà tiếp xúc với môi trường bên trong của người phụ nữ. Nếu như các bạn không có dụng cụ để ngâm thì các bạn có thể sử dụng chính cái vòi hoa sen trong lúc các bạn tắm, khi các bạn xả nước ấm vào trong thân của cậu nhỏ, đặc biệt là ở phần quy đầu đó, các bạn cho nhiều nước ấm hơn một chút, đặc biệt là nhiệt độ nước không được quá 36 độ C. Nếu như trên 36 độ C thì sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình sản sinh tinh bình, các bạn nhớ nha. Cái cách tiếp theo là các bạn hãy giữ cái tần suất quan hệ đều đặn. Duy trì cái tần suất quan hệ thường xuyên cũng là cách làm cho cái phần quy đầu nó bớt nhạy cảm. Và chắc chắn nhiều bạn thắc mắc là thế các bạn đi học xa, đi làm xa, bạn không có điều kiện quan hệ thường xuyên, thì đối với những bạn này, trong trường hợp này thì các bạn hãy tập những cái bài tập giúp mình kiểm soát cái thời gian theo mong muốn. Và các bạn phải chủ động tập luyện những cái bài tập này, như là cái bài ngưng xiết, cái bài ngưng bắt đầu, hoặc là các bạn sử dụng ngưng bắt đầu trong cái trạng thái ướt, thì các bạn sẽ có sự rèn luyện chủ động như vậy. Và các bạn có nhiều cái điều, nếu mà các bạn có nhiều cái điều kiện gần gũi vợ hoặc người yêu của mình, thì các bạn có dễ dàng đạt được, kiểm soát được cái sự hưng phấn này hơn. Tiếp theo là các bạn hãy thường xuyên thay đổi cái tư thế quan hệ. Khi các bạn bị nhạy cảm thì phần quy đầu thì cái sự hưng phấn nó đến rất là sớm. Cho nên các bạn phải chú ý nhiều hơn đến cái cảm giác này. Khi mà các bạn thấy cái sự hưng phấn nó bắt đầu tăng lên thì các bạn phải thay đổi tư thế liền. Và trong khoảng thời gian này thì nó sẽ giúp cho cái sự hưng phấn của các bạn giảm xuống một chút, và nó có thể kiểm soát và nó có thể kéo dài cuộc yêu của các bạn luôn. Cách tiếp theo là các bạn hãy sử dụng bao cao su. Các bạn biết là khi mà các bạn sử dụng bao cao su hoặc là dầu bôi trơn, thì khi các bạn sử dụng hai cái phương tiện này á, thì sẽ giúp cho các bạn làm giảm ma sát của cậu nhỏ trong cái quá trình mà các bạn quan hệ. Khi mà ma sát giảm á, thì nó sẽ giảm cái sự nhạy cảm và chắc chắn nó sẽ kéo dài được cái cuộc yêu của các bạn lâu hơn một chút. Cách thứ năm là các bạn có thể áp dụng là các bạn có thể massage cái phần quy đầu. Đây là cách mà mình đã chia sẻ cho rất nhiều bạn áp dụng thành công rồi. Cho nên các bạn lưu ý là đối với những bạn trong cái tình trạng là mình bị dài, bị hẹp quy đầu thì các bạn có thể đi cắt đi. Còn trong trường hợp mà quy đầu của các bạn hoàn toàn bình thường, chỉ bán hẹp thôi, thì các bạn khi bạn đi tắm, các bạn có thể lột phần nào bao quy đầu, hoặc là đơn giản thì khi các bạn đi ngủ, các bạn có thể lột cái phần quy đầu nó để xuống. Và các bạn massage bằng những cái động tác rất đơn giản. Và khi mà các bạn massage như thế thì các bạn, những cái sợi dây thần kinh giao cảm hoặc là phó giao cảm ở cái phần quy đầu này, nó sẽ tăng cái sức chịu đựng của nó lên và nó sẽ ít nhạy cảm hơn khi chúng ta quan hệ. Khi các bạn mới tập những bài tập này thì chắc chắn các bạn sẽ không tránh khỏi cái cảm giác khó chịu đâu. Nó sẽ tê tê, nó sẽ buồn buồn. Nhưng khi các bạn, như khi là các bạn mới xâm nhập và muốn xuất ngay vậy đó. Nhưng mà nếu như các bạn kiểm soát được cái sự hưng phấn đó, khi mà cái cảm giác các bạn muốn xuất rồi thì các bạn phải ngưng. Bởi vì hàng ngày chúng ta phải tập cái bài tập này và chúng ta cũng xuất thì nó sẽ phản tác dụng. Và chắc chắn rằng khi mà các bạn kiên trì theo cái bài tập này, ban đầu có thể bạn chưa quen, nhưng dần dần hàng ngày thì các chúng ta tập như vậy, thì sau một thời gian thì cái thời gian quan hệ của các bạn nó sẽ cải thiện rất là nhiều để chấm dứt cái tình trạng. Cuối cùng mình muốn nhắc các bạn là để chấm dứt cái tình trạng nhạy cảm ở phần quy đầu thì các bạn phải xác định được nguyên nhân dẫn đến cái sự nhạy cảm đó. Các bạn cũng phải dành thời gian để luyện tập những cái bài tập sao nó cho nó phù hợp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.